Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện. Sau khi kết hôn cùng đại gia che giấu thân phận chương 91. Hôm ấy, đơn hàng thứ hai của kỷ Lê nhận được hẳn đánh giá 5 sao, còn kèm cả bình luận. Ôi rồi ôi, shop thần tiên gì thế này, đồ ăn đã ngon thì chớ, ấy thế mà lại còn nhờ được cả sếp tôi ship hàng, cả phòng tôi đều hâm mộ tôi đây này hơn nữa xoài xấy còn rất ngon nhé tôi vừa nhận đã ăn hết luôn do ăn quá nhanh nên quên chụp lại hình rồi chụp tạm cái vỏ thôi mọi người đừng để ý nhá hình đính kèm là cái hộp không kỷ lê nhận được đánh giá tốt đầu tiên rất là vui vẻ hôm nay nấu cơm tối kỷ lê còn tiện tay làm món lưỡi vịt sốt làm đồ ăn vặt làm xong cậu chụp những bức ảnh rất đẹp còn quay luôn cả video xong xuôi thì cậu dọn cơm cơm nước xong mới biên tập video rồi đăng lên tiểu tranh đăng xong còn ngồi lướt video một lúc, lúc lướt đến một video, cậu nhìn thấy có chuyện liên quan đến kỳ ra, video mới chỉ đăng tầm 2 tiếng đã có cả triệu like. Kỳ thị ở tỉnh G bị khởi tố vì nghi ngờ có liên quan đến vụ mất cắp tài sản giá trị 100 triệu của tập đoàn tạ thị ở thành phố S. Hơn nữa, chủ tịch kỳ thị đã thực hiện rất nhiều giao dịch bẩn thỉu để phát triển sự nghiệp của mình. Nhìn thấy tin này, lòng kỷ lê đầy sảng khoái, cậu biết mình không nên vui vẻ khi người khác gặp chuyện, đặc biệt lại còn là người nhà của mình, nhưng kỷ lê vẫn rất sảng khoái, có lẽ cậu không phải người tốt rồi, vì cậu chỉ mong thấy họ gặp xui xẻo. Tà ra siêu quá đi, thẩm thuật bạch thấy cậu cứ xem video này, sợ cậu đau lòng liền che mắt cậu lại, em không muốn thì đừng xem. Kỷ lê gỡ tay anh ra rồi cọ cọ mặt mình lên, em rất thích xem họ gặp chuyện nha. Thấy Kỳ Lê không buồn, thẩm thuật Bạch yên tâm rồi, vậy thì tốt, so với việc Kỳ Lê cảm thông với họ, anh càng muốn thấy Kỳ Lê như bây giờ hơn, vì đám người kia không hề đáng được cảm thông. Hôm sau Kỳ Lê ngủ dậy rồi đi học, trên app bán hàng vẫn luôn có người hỏi món lưỡi vịt. Kỷ Lê chỉ có thể lén nhắn lại trong giờ học, hơn nữa, cả số người hỏi lẫn số đơn hàng đều đang tăng lên. Tới khi tan học, cậu đã có 20 đơn rồi, tình huống gì thế này, mới nửa ngày đã được 20 đơn, món lưỡi vịt này nổi tiếng rồi sao? Click mở tiểu tranh, thấy video của mình đã có tận hơn 100k like, hơn nữa còn dưới tình huống cậu biết rõ thẩm thuật bạch không hề pia dùm. Cậu vui không chịu được, vừa thấy thẩm thuật bạch đã vui vẻ kể cho anh nghe. Thẩm thuật bạch cũng vui thay cho cậu, trên đường về, kỷ lê còn tiện thể vào chợ mua một đống lưỡi vịt về. Vừa về đến nhà, cậu ở lì trong nhà bếp chế biến lưỡi vịt không phải nói gì chứ món lưỡi vịt sốt này thực sự rất ngon hương vị đậm đà không chê vào đâu được lưỡi vị lại có vị rất mềm mà các bộ vị khác không có được chờ lưỡi vịt sốt nguội cậu bắt đầu đổ vào túi để chuẩn bị hút chân không sau đó cho vào chiếc túi giấy trắng tinh đã được đặc chế trước đó thẩm thuật bạch mới giúp cậu đóng gói một lúc đã bị kỷ lê đuổi về công ty làm việc Thẩm thuật bạch mất mát rời đi, kỷ lê đóng gói xong xuôi rồi quay lại áp bán hàng lấy thông tin rồi đặt ship, lát sau thì shipper đến lấy hàng, lần này đã thay người khác rồi, anh ship này không hề nhiều lời, chỉ lấy hàng rồi đi luôn. Chiều đến cũng có không ít người hỏi hàng, nhưng lần này đa phần chỉ hỏi, đến tối cũng chỉ có thêm 15 đơn. Cậu không hề thất vọng, ngược lại còn kích động vô cùng, một ngày 35 đơn nha. Thật hạnh phúc làm sao, sau khi trừ hết tiền nguyên liệu và các loại chi phí, một đơn lưỡi vịt cậu lãi 10 đồng nha, ngày hôm nay đã kiếm được 350 đồng rồi, còn nhiều hơn đi làm thêm nhiều. Trước khi ngủ, cậu lại nhìn lại số đơn hàng hôm nay, miệng cười không ngừng được, thẩm thuật bạch nằm cạnh còn nhìn cậu hồi lâu. Buổi tối, sau khi kỳ lê ngủ say, một blogger ẩm thực bất ngờ đăng bài một miếng xoài sấy và một ảnh chụp màn hình ha 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 hôm đó tôi đang lướt tiểu tranh thì vô tình phát hiện shop này thấy chẳng có đơn nào nên tôi muốn mua thử một đơn xem dù sao cũng không đắt nhưng hôm nay nhận được hàng rồi quả thực vô cùng bất ngờ ngon lắm mọi người ạ à, tuyệt đối không giống như xoài sấy mua bên ngoài đâu không ngọt đậm chút nào là vị ngọt tự nhiên luôn ấy ăn rất chi là ngon luôn tôi ăn hết cả gói rồi mới nhớ chụp ảnh lại ha 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 à vẫn còn một miếng bé xíu có dấu răng của tôi đây này ha ha mà cũng không phải mỗi mình tôi đâu nhá, tôi vừa mở phần bình luận ra xem thì đã thấy có người khác bình luận rồi. Mọi người nhìn bình luận này mà xem, có phải rất giống tôi không, cơ mà bạn này may ghê, lại còn được xếp hỗ trợ ship hàng nữa, hâm mộ quá. Blogger này vừa đăng Weibo, toàn bộ fan đều đã thấy, blogger này review đồ ăn rất chuẩn, có rất nhiều fan, mà đa phần toàn là fan cùng sở thích thích ăn. Hơn nữa còn có cơn thèm ban đêm, vì thế cả bọn đều đổ vào shop, đại bạch siêu thích ăn, này xem thử. Họ nhìn nhìn giá bán, một túi xoài sấy 300 gia mà có 22 đồng. Ô, rẻ hơn bên ngoài nhiều này, bên ngoài bán một túi 200 gia mà đã vượt qua giá 22 đồng này lâu rồi. Nhưng như vậy không có nghĩa là chủ shop không bị nghi ngờ gian lận. Có vài người chỉ nhìn chút rồi đặt mua luôn, có vài người tự hỏi chút rồi nghĩ thôi thì cứ thử xem, có người đặt đơn nhưng lúc thanh toán lại không muốn mua nữa. Tiền thể còn có người mua dâu tây sấy và lưỡi vịt nữa. Kỷ Lê cũng không ngờ lại có chuyện như vậy luôn, sáng ngủ dậy, Kỷ Lê nhìn điện thoại mà sợ ngây người. Cậu nhéo nhéo thẩm thuật bạch rồi mới phát hiện chuyện này là thật, không phải có người thuê thủy quân muốn sỏ xiên mình. Nếu thuê thủy quân mà bị phát hiện là sẽ bị phạt nha. Nghĩ mà sợ, cậu liền liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng. Đại bạch siêu thích ăn, admin ơi, tôi muốn báo cáo. Nhân viên hỗ trợ, xin chào, xin hỏi bạn muốn báo cáo gì? Đại Bạch siêu thích ăn, tôi muốn báo cáo shop của tôi có một đống thủy quân vào. Nhân viên hỗ trợ, nhân viên hỗ trợ, xin hỏi tình huống cụ thể ra sao? Đại Bạch siêu thích ăn, sáng nay vừa ngủ dậy tôi đã thấy có hơn 200 đơn hàng thanh toán thành công rồi. Nhân viên hỗ trợ đăng nhập, lại ngừng một chút. Nhân viên hỗ trợ đăng nhập, lại ngừng một chút. Cuối cùng, nhân viên hỗ trợ, chúng tôi đã kiểm tra, shop của bạn là shop mới, tuy số liệu khá cao nhưng tình hình vẫn bình thường, không hề có dấu vết của thủy quân. Nhân viên hỗ trợ, đơn hàng cũng không có gì khác thường, bạn không cần quá lo lắng đâu ạ." À. Chương 92 thấy nhân viên hỗ trợ nói vậy, Kỷ Lê yên tâm rồi. Cậu lại hỏi thêm vài câu nữa, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định mới yên tâm ao khỏi khung hỗ trợ. Nhìn số đơn hàng, Kỷ Lê cười tươi như hoa, kiếm tiền, kiếm tiền, Kỷ Lê sắp bay lên rồi. Để có thể giao hàng nhanh nhất có thể, vừa tan học Kỷ Lê đã chạy thẳng ra cổng trường, còn Sai Thẩm thuật Bạch đi chợ mua vài khay xoài, dâu tây với lưỡi vịt rồi mới về nhà. Cậu về nấu cơm ăn uống xong, Thẩm Thật Bạch đi làm việc rồi cậu liền vào bếp. Nhưng vì số lượng thực sự quá nhiều nên một buổi tối Kỳ Lê chỉ làm được có hơn 100 đơn mà thôi, hơn nữa trong lúc đó lại có một vài người đặt hàng nữa. Cũng may lò sấy trong biệt thự đủ lớn, nếu không thì đến 50 đơn cũng còn khó chứ đừng nói hơn 100 đơn. Kỳ Lê vừa nghĩ đến kiếm tiền đã tràn ngập động lực, đến lúc quá muộn, Thẩm Thật Bạch bắt cậu tắm rửa đi ngủ mà cậu còn không vui đây. Trước khi ngủ lại vui vẻ nhìn lại số đơn hàng, vui quá đi mất hơn nữa giờ cậu mới biết thì ra có blogger ẩm thực tia xoài xấy của mình vì thế cũng yên tâm hơn lê thẩm thuật bạch tịch thu điện thoại của kỷ lê nên ngủ thôi tay kỷ lê vẫn giữ nguyên tư thế đang cầm điện thoại một hồi lâu mới buông tay rồi cọ cọ sang thẩm thuật bạch vâng thẩm thuật bạch cũng tới gần cậu hơi thở giao triền, mắt mũi chỉ cách nhau có 5 mm một âm thanh khiến người ta mất hứng vang lên là áp bán hàng trên điện thoại của kỷ lê cậu đẩy thẩm thuật bạch ra rồi nhanh chóng bò dậy lấy điện thoại Thẩm thuật bạch bị đẩy ra, khẽ mím môi, kỳ lê chỉ tập trung nhìn điện thoại, vừa mở ra đã thấy có người đang hỏi sản phẩm, cậu lập tức trả lời lại. Trả lời xong, xác định đối phương không hỏi nữa, cậu mới cất điện thoại rồi nằm xuống. Nhưng vừa nằm xuống, cậu đã thấy hình như thẩm thuật bạch không ổn, ở chung với thẩm thuật bạch lâu vậy rồi, nhìn vẻ mặt liền biết anh vui hay không, dáng vẻ hiện tại của thẩm thuật bạch là đang rất không vui đây khi nãy mình như vậy cũng khó trách sao thẩm thuật bạch không vui kỷ lê biết mình sai rồi liền quấn lấy thẩm thuật bạch cọ cọ tới khi động tình cuối cùng thẩm thuật bạch cũng nguôi giận nhưng kỷ lê thì không ổn chút nào không phải là không dễ chịu nhưng sau khi hưởng thụ lại thấy hơi khó khăn mệt quá đi hôm sau ngủ dậy kỷ lê xoa xoa cái eo bị đau của mình sau đó cậu cầm điện thoại nhìn áp bán hàng có rất nhiều người đang hỏi thông tin sản phẩm kỷ lê cuối cùng cũng nhận ra cậu thiếu nhân viên chăm sóc khách hàng Tính trên số đơn hàng hai ngày qua, thực ra thuê nhân viên chăm sóc khách hàng cũng được rồi, chỉ không biết sau này có đảm bảo được số lượng đơn hàng vẫn nhiều như vậy không thôi. Cậu muốn thuê một người đến thử việc, thường thì lương sẽ là 3.000 đồng với phần trăm chốt đơn, nhưng kỷ lê tính trả cao hơn chút, 4.500 đồng với phần trăm chốt đơn. Cậu dậy ăn sáng, tiễn thẩm thuật bạch đi làm rồi lại vào bếp. Vừa làm vừa trả lời tin nhắn, bận như vậy khiến cậu càng quyết tâm muốn thuê nhân viên chăm sóc khách hàng vì thế sau khi làm xong rồi ship hàng trên đường đi học cậu đao một app tiền dụng về sau khi đăng giấy phép kinh doanh đã đăng ký trước đó lên thông tin tuyển dụng sẽ được xét duyệt trước khi hiển thị giờ mấy app tuyển dụng phải trả tiền mới tuyển được người kỷ lê không muốn tẹo nào cho nên tới tối mịt rồi cũng chẳng có ma nào ứng tuyển kỷ lê cứ phải vừa ăn cơm vừa trả lời tin nhắn bận nhưng mà vui nhưng thẩm thuật bạch thì không vui chút nào thời gian anh ở chung với kỷ lê càng lúc càng ngắn rồi Hôm sau vẫn chẳng có ai ứng tuyển, Kỳ Lê phiền muộn lắm, chẳng còn cách nào khác, đành phải nộp 100 đồng để lấy 10 số điện thoại. Nhưng đa số toàn những người có công việc cả rồi, chỉ đang chơi chơi vậy thôi, nếu không thì cũng chê lương thấp, đòi lương ít nhất phải 10.000 đồng cùng ngũ hiểm nhất kim, bao ăn ở các kiểu. Điều kiện này trước mắt Kỳ Lê thực sự không thể đáp ứng nổi, vì cậu tuyển người nhưng cũng đâu cần đối phương tới đây làm, chỉ cần trả lời tin nhắn trên điện thoại là được. Hầu hết những công việc này đều là công việc bán thời gian thực khiến người ta buồn giàu, kỳ lê kể cho thẩm thuật bạch nghe, thẩm thuật bạch định sẽ để công ty tới. Là một người đàn ông tự lập, Kỷ lê muốn tự mình thử sức nên từ chối. Sau khi tan học, An Tuyên cùng Phạm Thanh hỏi cậu sao dạo này cứ tan học là chạy mất dạng, hơn nữa còn chẳng mấy khi Ono WeChat, Kỳ Lê liền kể cho họ vụ tiền người. An Tuyên nghe xong lập tức nói, đúng rồi, tôi có một người bạn cùng thôn cũng đang làm công việc này, làm rất tốt ấy, gần như không nghỉ ngơi, lại rất có kinh nghiệm, tôi hỏi giúp cậu nhé. Kỷ Lê vui vẻ đáp, ừ, buổi tối về nhà, Kỷ Lê liền nhận được tin nhắn của An Tuyên. An Tuyên, bạn cùng thôn của tôi vừa định nghỉ việc, cậu xem có cần thuê không này, nhưng cậu ta nói lương cơ bản không thấp hơn 8.500 đồng đâu. Nhìn thấy mức lương đó, trong lòng Kỷ Lê run lên, cao vậy. Lê, lương cậu ta cao vậy sao, các cậu quen biết nhau thế nào, có thân không? An Tuyên, bọn tôi ở cùng thôn đó, nghỉ hè năm trước tôi còn đến công ty cậu ta làm thêm, lúc ấy tôi không quen cậu ta đâu, nhưng cậu ta nhìn sơ yếu lý lịch liền nhận ra tôi, sau đó có lần tôi thấy cậu ta trả lời tin nhắn trong lúc làm việc, thực sự là một người có thể làm công việc của hai ba người, mà thần kỳ nhất là tỷ lệ chốt đơn thành công của cậu ta lên tận 80%. Làm công việc của hai ba người, thế chắc tốc độ tay nhanh lắm nhỉ, thế thì mức lương này có vẻ cũng chấp nhận được. Hơn nữa Kỳ Lê cũng khá tin tưởng An Tuyên, giờ cậu thực sự cũng đang cần người, thôi thì cứ thử xem, không được thì đổi sau. Kỳ Lê nghĩ nghĩ rồi nói, Lê, nếu đúng như cậu nói thì lương 8.500 cũng được. An Tuyên, nhưng cậu ta nói muốn tới chỗ cậu làm, không cần bao ăn cũng được, chỉ cần ở thôi. Lại còn bao ở, chi phí hơi cao, nhưng nếu sau này làm ăn tốt thì mở một văn phòng chính thức cũng được, cậu có thể thuê văn phòng trước để người kia ở là được. Lê, được, nói xong, An Tuyên forward WeChat của người kia cho Kỳ Lê tên wechat chỉ có một chữ lôi kỷ lê vừa gửi yêu cầu kết bạn đối phương đã lập tức đồng ý nói chuyện vài câu tốc độ tay của đối phương quả thực rất nhanh trả lời cũng rất tích cực kỷ lê hơi yên tâm đối phương nói lôi ông chủ ngày mai tôi sẽ đi làm luôn lê không cần gấp vậy đâu ngày kia nhé cậu phải tìm chỗ mở văn phòng đã lôi được thuê người xong kỷ lê cũng hơi yên tâm vì gần đây số lượng đơn hàng càng lúc càng tăng lên không thuê người nữa thì mệt lắm cũng may mà nhà bếp trong biệt thự rất lớn, gần đây thẩm thuật bạch thấy cậu làm không xuể còn mua thêm hai cái lò nướng, còn bảo đầu bếp trong nhà giúp cậu, cũng dễ thở hơn chút rồi. Chương 93 kỷ Lê tìm được chỗ mở văn phòng ở một tòa chung cư nhỏ, đầy đủ ánh sáng, cũng rất thông gió. Cậu mua một cái bàn và ít đồ bày ở phòng khách, lại sắp xếp đơn giản một chút là hoàn thành. Trong căn hộ chung cư đã có sẵn giường nên kỷ Lê không cần chuẩn bị nữa, hơn nữa vui nhất là tòa chung cư nhỏ này ở ngay đối diện công ty thẩm thuật bạch sắp nghỉ hè rồi, vừa lúc cậu có thể tan tầm cùng thẩm thuật bạch nha. Nhân viên mà kỳ lê tuyển đã đến, đang chờ ở dưới lầu, là một người đàn ông nhỏ nhỏ gầy gầy tầm hơn 30. Kỳ Lê thấy anh ta tới liền dẫn lên văn phòng, cũng nói rõ chỗ ngủ nghỉ cho anh ta. Xong xuôi thì hai người nói chuyện vài câu, đối phương toàn nói mình chăm sóc khách hàng tốt ra sao, cùng tỷ lệ chốt đơn thành công cao thế nào kỷ lê vẫn luôn nghe anh ta nói trong lòng có hơi lo lắng vì người hay nói thường chẳng mấy khi làm tốt cậu liền bảo anh ta ngày mai chính thức đến làm còn cho anh ta tài khoản phụ quản lý shop xong xuôi cậu liền đi tìm thẩm thật bạch hôm sau kỷ lê vừa dậy đã thấy tin nhắn được trả lời hết rồi hơn nữa anh ta vẫn đang tiếp tục tư vấn cậu cũng yên tâm hơn chút xem ra người này cũng không chỉ nói suông cũng khá được việc thuê được người rồi hơn nữa tốc độ nhắn tin cũng rất nhanh kỷ lê cũng yên tâm đi học và làm việc đi học và vào phòng bếp gần như đã trở thành hoạt động hàng ngày của cậu. Hơn nữa thứ bảy cậu còn phải đi làm thêm, công việc này khiến cậu mất nguyên ngày không vào bếp được, còn phải định kỳ up video lên tiểu tranh nữa, dù sao cậu cũng đang kiếm tiền bằng cách đó mà. Nhân viên đi làm được 3 ngày thì 11 giờ 30 tối đó nhắn tin WeChat cho Kỳ Lê. Kỳ Lê lén mở điện thoại sau lưng thầm thuật bạch. Lôi, ông chủ, có thể cho tôi ứng trước 500 đồng tiền lương không? Tôi phải nộp tiền mua nhà trả góp rồi, tiền trong tài khoản ngân hàng không đủ. Nhìn thấy tin nhắn này, cảm giác đầu tiên của Kỷ Lê là không ổn, ai lại mới đi làm có 3 ngày đã đòi ứng lương chứ, cơ mà chắc anh ta gặp khó khăn, với lại mấy ngày nay đi làm cũng rất cố gắng. Kỷ Lê nhanh chóng ứng trước cho anh ta 500 đồng, Lê, mới đi làm 3 ngày thì không được xin ứng lương đâu đó, đây là tôi phá lệ, không có lần sau đâu. Lôi, vâng, cảm ơn ông chủ, nói xong, điện thoại của Kỷ Lê bị thẩm thuật bạch tịch thu luôn. Kỷ Lê xoay người cũng không đòi lại điện thoại nữa mà nhào vào lòng Thẩm Thật Bạch ôm chặt lấy anh, ngủ thôi ngủ thôi, em cũng buồn ngủ rồi. Thẩm Thật Bạch thấy Kỷ Lê chủ động nhào tới thì vẻ mặt cũng hoãn lại, anh ôm chặt lấy Kỷ Lê. Hôm nay trời có mưa nhỏ, ngoài đường hơi bẩn nhưng mà không khí vẫn rất tốt, Kỷ Lê vẫn thích ngày mưa hơn. Tan học Kỷ Lê lên xe liền nhận được tin nhắn, "Lôi ông chủ, tôi trang trí shop một chút, cần phần mềm XX nữa, tổng cần 380 đồng." Lê, được, shop của kỷ Lê trông vẫn hơi xấu xấu, có người trang trí chút cũng được, cậu liền chuyển 380 đồng cho anh ta. Giờ không chỉ có nhân viên chăm sóc khách hàng rồi mà ngay cả nhà bếp cũng có đầu bếp chuyên nghiệp hỗ trợ, cậu càng có nhiều thời gian ở cạnh thẩm thuật bạch hơn, chuyện này cũng an ủi nội tâm tối tăm của thẩm thuật bạch không ít. Giờ cũng đã tháng 6, sắp được nghỉ hè rồi. Lê, nghỉ hè này có muốn về thủ đô với anh không? Thẩm thuật bạch hỏi. Đương nhiên là kỷ Lê rất thích rồi, vâng ạ, à, cậu cũng muốn nhìn nơi Thẩm Thuật Bạch từng sống, cũng muốn cùng Thẩm Thuật Bạch sống ở nơi đó mà không phải cứ bắt Thẩm Thuật Bạch luôn ở lại đây, tiếc là cậu còn chưa tốt nghiệp, cũng không muốn yêu xa nên đành phải để Thẩm Thuật Bạch ở đây thôi. Nghe thấy đáp án, Thẩm Thuật Bạch rất vui, hôm sau trời cũng tạnh mưa rồi, shop online của cậu đã hoạt động được 8 ngày, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6. Nhìn số tiền mình kiếm được mấy ngày này, Kỳ Lê rất vui, mấy thứ như xoài xấy với dâu tây cậu làm chỉ có mấy đồng thôi, thế mà cũng lãi được tận 8.000 đến 9.000 đồng. Lại có tin nhắn trên WeChat, Lôi, ông chủ, tôi muốn hỏi công ty mình phát lương vào ngày nào nhỉ? Lê, cuối tháng nhé, Lôi, công ty cũ của tôi cũng phát lương cuối tháng. Lôi, ông chủ, có thể tính tiền lương tháng này cho tôi đi được không? Kỳ Lê người vốn nghĩ mình là tư bản, tiền lương mấy ngày này để tháng sau phát một thẻ. Nhưng nghĩ mấy hôm nay anh ta cũng đã làm rất tốt, lại được bạn mình giới thiệu, cho nên. Lê, được kỷ Lê tính tính tiền lương, 8.500 đồng một tháng, tháng này có 30 ngày, vậy một ngày chính là 283.33 đồng, 5 ngày là 1.416.66 đồng, trừ đi tiền ứng trước 500 đồng, vậy chỉ còn lại hơn 900 đồng, kỷ Lê tính xong liền bỏ số lẻ, chuyển cho anh ta 917 đồng. Chuyển tiền xong, kỷ Lê tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi. Sáng ngủ dậy lại nhận được tin nhắn của Lôi, tên thật của anh ta là Lôi Kiều Vân, nhưng Kỷ Lê vẫn không sửa tên ghi chú. Lôi, ông chủ, máy tính hỏng rồi, sửa phải hết 850 đồng. Máy tính hỏng, Kỳ Lê khó hiểu, máy tính kia tốt lắm mà, tuy thẩm thật bạch không dùng máy tính cũ nữa nhưng đồ của anh ấy vẫn rất tốt mà, cậu dùng rất mượt, sao lại hỏng được, Kỳ Lê hơi nghi ngờ. Lê, không cần anh đi sửa đâu, tôi có người quen, có thể nhờ họ sửa miễn phí. Lôi, nhưng tôi đã mang đi sửa xong rồi, kỷ lê, thế mà không nói với cậu câu nào. Lê, có hóa đơn không, lôi, tôi không lấy, kỷ lê chán chẳng buồn nói. Nhưng anh ta lại nhắn tin tiếp, lôi, có phải cậu không tin tôi không, tôi làm việc nửa đời người rồi, lúc nào cũng chăm chỉ, việc gì cũng muốn ôm, việc nặng việc bẩn cũng làm, không hề nề hà một ly, mấy ngày nay tôi làm việc thế nào cậu cũng thấy rồi đấy, sao tôi có thể gian lận mấy đồng chi phí này được, nếu không phải vì sợ chậm trễ công việc thì tôi cũng không muốn đi sửa máy tinh đâu nếu cậu thực sự cảm thấy tôi sai thì cứ trừ vào tiền lương của tôi cũng được kỷ lê thấy anh ta nhắn nguyên một chàng dài như vậy nói còn có vẻ rất chân thành lại nghĩ liệu có phải mình oan uổng anh ta rồi không lê lần sau nhớ nói với tôi trước khi đi sửa máy nhắn xong cậu liền chuyển lại tiền sửa máy tính cho anh ta anh ta nhận tiền rồi nhưng có vẻ cũng đang giận nên không nhắn lại nhưng Kỳ Lê vẫn cứ lấn cấn chuyện này, cũng ẩn ẩn cảm thấy nhân viên chăm sóc khách hàng này thật không đáng tin, nhưng đây là do An Tuyên giới thiệu, An Tuyên rất tốt, hẳn là không quen người không đáng tin thế đâu nhỉ, có lẽ thực sự là do cậu suy nghĩ nhiều rồi. Hơn nữa giờ cậu cũng chẳng tìm được người nào, anh ta cũng vẫn đang làm tốt. Tốc độ trả lời tin nhắn quả thực rất cao, nhưng tỷ lệ chốt đơn thành công 80% thì là nói quá, may lắm cũng chỉ được một nửa. Còn cả việc mấy hôm trước anh ta nói trang trí lại shop nữa, so với cái shop mới tinh ban đầu của cậu thì hơn tẹo, nhưng nó vẫn y hệt như mấy shop mẫu trên tao bao khác. Chương 94 lúc đến lớp, An Tuyên lặng lẽ hỏi Kỷ Lê, nhân viên chăm sóc khách hàng tôi giới thiệu có làm được việc không? Kỷ Lê nhìn An Tuyên tươi cười chờ khen ngợi nên cũng không muốn kể chuyện làm việc cho An Tuyên. Tốc độ trả lời khách hàng rất nhanh, thái độ cũng tốt. An Tuyên nghe vậy liền yên tâm, mà nói mới thấy lạ nha, anh ta nói quen tôi, mà người nhà tôi lại chẳng ai biết anh ta, nhưng chuyện gì trong thôn anh ta cũng biết, thế chắc là do ba mẹ tôi ít về thôn rồi, hoặc có thể trước đó anh ta đã dọn khỏi thôn cũng nên. Ừm, có lẽ thế, Kỳ Lê nói, buổi tối về nhà, Kỳ Lê lại nhận được một tin nhắn. Lôi, ông chủ, có thể cho tôi ứng trước 2.000 tiền lương không, tôi đến hạn thanh toán sao kê thẻ rồi nhưng không đủ trả. Một lần nữa thấy tin nhắn đòi tiền, Kỳ Lê rất không vui. Lê, anh làm việc cho tôi được bao lâu mà cứ xin ứng trước tiền vậy? Lôi, tôi biết cứ làm phiền cậu như vậy thực rất không tốt, nhưng tôi thực sự không còn cách nào, cậu xem có thể ứng trước cho tôi được không, nếu có thể, cả nhà tôi đều sẽ cảm ơn cậu. Lại còn lôi cả nhà ra rồi, Kỳ Lê hơi đau đầu, chẳng biết nói sao nữa. Lê, một lần cuối cùng thôi đấy, Kỳ Lê truyền tiền cho anh ta. Lôi, cảm ơn, cảm ơn nhiều, tôi vô cùng cảm ơn cậu lôi cậu yên tâm tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc sao chắp tay sao sao chắp tay sao kỳ lê chẳng buồn trả lời nữa số lượng đơn hàng cùng đánh giá tích cực cũng tăng trưởng đều kỳ lê lên mạng xem thử một vòng hiểu shop online không thể có đánh giá xấu được cứ có đánh giá xấu là sẽ liên hệ khách hàng nhờ sửa rồi gửi tiền bồi thường hoặc gửi hàng miễn phí luôn cũng vì tác phong kinh doanh rất tốt nên khách hàng của cậu ngày một nhiều lên thậm chí nhân viên chăm sóc còn hơi không theo kịp giờ kỷ lê có thời gian cũng có thể tự trả lời khách hàng cậu cảm thấy nên tuyển thêm một nhân viên chăm sóc khách hàng nữa tin đăng tuyển lần trước của cậu còn chưa bị xóa nhưng cũng chưa có ai ứng tuyển xem ra không mất tiền tuyển người thì không được rồi vì thực ra kỷ lê cũng không mấy hài lòng với nhân viên hiện tại do bạn mình giới thiệu anh ta làm cũng được việc đấy nhưng cứ liên tục đòi tiền vốn cậu cũng không muốn nhờ thẩm thật bạch giúp nhưng giờ việc như này thôi thì chẳng cần làm người đàn ông độc lập nữa cho mệt cậu với thẩm thật bạch là nhất thể mà chuyện của cậu cũng chính là chuyện ưu tiên hàng đầu của đại bạch nha nghĩ xong xuôi kỷ lê liền chạy tới tìm thẩm thật bạch đại bạch kỷ lê khóa ngồi trên đùi thẩm thật bạch vòng tay ôm cổ anh em cần anh yết hầu thẩm thật bạch giật giật anh xoa lưng kỷ lê ở đây luôn sao đây là phòng khách trong bếp còn có mấy đầu bếp đang hỗ trợ kỷ lê làm hàng để lát nữa ship bên cửa sổ sát đất còn có đội ngũ làm vườn định kỳ đang cắt tỉa cây kỷ lê cảm nhận được ý đồ xấu xa của thẩm thuật bạch quyết định tránh xa khỏi cái tên thẩm đại hoàng này anh nghĩ cái gì vậy nha kỷ lê đỏ cả mặt là chuyện khác hà vậy em cần chuyện gì của anh có một câu đơn giản thôi thế mà qua miệng thẩm thuật bạch lại khiến người khác suy nghĩ bậy bạ ngay kỷ lê giơ tay khẽ nhéo anh vẻ mặt thẩm thuật bạch khổ sở lê đau anh thanh âm còn mê người ra phết kỷ lê cũng đâu có véo mạnh cậu sợ đau tay mình nha vì thế khẽ nới lòng tay gần như chỉ chạm chạm vào em cần nhân viên chăm sóc khách hàng được để anh cho người tới thẩm thuật bạch vừa cầm tay kỷ lê vừa nói tới khi em kiếm được tiền lãi rồi sẽ trả lương cho anh nhé kỷ lê nghĩ nghĩ rồi nói tiền lương thẩm thuật bạch nhướng mày quan hệ giữa hai ta còn cần tiền lương sao giọng nói hơi khàn mang theo chút từ tính kỷ lê cong môi cười em nói nhầm là cho anh tiền tiêu vặt tiền tiêu vặt thẩm thuật bạch thích cái này đó tay anh trượt xuống dưới mông kỷ lê rồi bế cậu lên đi nào về phòng thôi mình cùng thảo luận xem anh sẽ có bao nhiêu tiền tiêu vặt kỷ lê đột nhiên bị bế lên mà giật mình may mà vừa rồi cậu không nhéo mạnh chứ không chắc thẩm thuật bạch sẽ bị thương mất cậu cũng vòng tay ôm lại thẩm thuật bạch để mặc cho anh bế mình đi làm gấu câu a la như này cũng rất thích đó chứ từ đó tới cuối tháng lôi kiều vân không đòi kỷ lê thêm khoản tiền nào nữa chuyện này khiến kỷ lê cũng không còn hoài nghi anh ta đợt này trường Kỷ Lê cũng sắp được nghỉ rồi cậu chuẩn bị hành lý đi thủ đô với thẩm thuật bạch buổi tối lúc đang chuẩn bị hành lý để ngày mai xuất phát thì lại nhận được tin nhắn lôi ông chủ mẹ tôi ốm rồi tôi phải về nhà một chuyến có lẽ tôi sẽ xin nghỉ phép tầm 7 ngày cậu có thể ứng trước tiền lương cho tôi không 7 ngày sau tôi nhất định sẽ về đi làm đúng giờ hơn nữa tiền ứng tháng này cậu đừng trừ vào lương của tôi vội nhé để tháng sau trừ được không Tôi sợ mẹ tôi không đủ tiền mua thuốc Mẹ ốm à, cái này Kỳ Lê có thể thông cảm, chắc không còn cách nào khác rồi. Lê, được Kỳ Lê chuyển tiền cho anh ta, lần trước Kỳ Lê đi máy bay là khi cậu còn rất nhỏ, hơn nữa mới đi có một lần, là lần Kỳ ra đến thủ đô mừng sinh nhật Kỳ Diệt Thần. Khi đó toàn bộ Kỳ ra đều ngồi khoang hạng nhất, chỉ mình Kỳ Lê ngồi khoang phổ thông. Giờ được đi máy bay lần nữa, Kỳ Lê đã không còn nỗi lo bị lạc hay sợ bị bắt cóc như hồi nhỏ, chỉ tràn ngập tò mò không phải những người có tiền như anh đều có máy bay riêng sao kỳ lê thấy hai người chỉ ngồi ở khoang hạng nhất như bình thường thì có hơi tò mò trước kia anh thấy khó xử lý quá nên không mua thẩm thuật bạch đáp kỳ lê nghĩ nghĩ đúng nha đổi nhiên liệu và làm vệ sinh máy bay đã mệt rồi mà còn phải tìm chỗ đậu nữa thẩm thuật bạch nghe cậu nói thì khẽ bật cười bé ngốc máy bay tư nhân cũng giao cho sân bay xử lý thôi chỉ có điều lịch trình đi lại không như đa số mọi người kỳ lê sửng sốt không thể lái về nhà sao thẩm thuận bạch nhẹ bắn lên trán kỳ lê, trong mắt đầy ý cười, ai nói với em vậy hả? Trên phim đó, kỳ lê tủi thân che chán, thẩm thuật bạch bật cười rồi lại gần thổi thổi lên chán kỳ lê, đau không? Kỳ lê lắc đầu, không ạ, à, vậy thì ổn rồi, thẩm thuật bạch yên tâm. Máy bay chuẩn bị cất cánh, kỳ lê đột nhiên thấy căng thẳng, đại bạch, nhà anh có những thân thích nào vậy, em hơi sợ. Nhà anh không có thân thích gì cả, mà em cũng không phải sợ những kẻ đó, chỉ toàn hổ giấy thôi, thẩm thuật bạch đáp vậy cũng không thể không sợ nha cậu nghĩ tới những gì trước đây thẩm thuật bạch từng kể cho mình liền nghĩ liệu có người già nào ra mặt đặt điều kiện nọ kia với cậu không dù sao trong phim đều như thế mà hoặc có thể để mình rời khỏi thẩm thuật bạch họ sẽ ném cho mình một tấm chi phiếu để mình tự điền số tiền vào vậy khi đó mình sẽ làm gì nhỉ có đồng ý hay không không đồng ý thì phải trả lời sao cho hay đây mà liệu họ có cho cậu chi phiếu trăm triệu không hay chỉ cho một trăm đồng rồi đuổi đi luôn nhưng nếu mình thực sự cầm chi phiếu ra ngân hàng rút 100 triệu thì những lời nói trước đây còn ý nghĩa gì nữa? Chương 95, nhưng Kỳ Lê cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi, dù ai có cho cậu bao nhiêu tiền thì cậu cũng không rời khỏi Thẩm Thật Bạch đâu, trừ khi Thẩm Thật Bạch không cần cậu nữa. Kỳ Lê không hỏi Thẩm Thật Bạch nữa, chỉ tựa đầu vào vai anh nghỉ ngơi. Là thành thị chứ danh hoa quốc thủ đô quả thực là nơi vô cùng phồn hoa, người đến người đi đều ăn mặt rất thời thượng. Kỳ Lê tò mò nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy mới lạ đây chính là nơi thẩm thật bạch sống thẩm thật bạch dẫn theo kỷ lê dừng ở chiếc rôn roi đỗ cách sân bay không xa vừa ngồi vào kỷ lê đã trông thấy vương đặc trợ vương đặc trợ lãnh khóc quay lại gật gật đầu chào hỏi kỷ lê bất kể có gặp vương đặc trợ bao nhiêu lần kỷ lê vẫn luôn thán phục nét lạnh lùng của hắn vừa nhìn đã biết vô cùng chuyên nghiệp nhìn hắn mà xem từ đầu đến chân không chút cầu thả chỉ riêng điểm này thôi đã có khối người không làm nổi cơ mà vương đặc trợ thực sự là lạnh lùng quá cảm giác cứ như lão cán bộ vậy ngay cả bình giữ nhiệt chắc cũng toàn trà cầu kỳ ấy nhỉ ấn tượng lớn nhất của kỷ lê đối với vương đặc trợ chính là lạnh lùng lão cán bộ chắc chắn là độ chuyên nghiệp cũng cực kỳ cao xe chạy trên đường vương đặc trợ mở bình giữ nhiệt bình thản uống coca trong đó bình giữ nhiệt này là loại xịn sò không chỉ có thể giữ nóng mà còn có thể giữ lạnh coca này để cả buổi sáng rồi mà vẫn lạnh băng uống vào sướng quá đi mất cơ mà uống coca nhiều quá cũng không tốt nghe đâu coca sẽ diệt tê ân trùng thân là một người đàn ông chỉ thích trạch trong nhà hắn vừa uống vừa nghĩ lần sau nên để cái gì vào bình giữ nhiệt đây không uống coca hay là uống sprite nhỉ sprite cũng rất ngon mà thêm bịch khoai tây chiên rồi nằm nhà mở điều hòa coi manga anime thì càng sướng tận nhưng ước mơ chỉ là ước mơ giờ hắn vẫn chỉ là một người làm công số khổ thôi thì cứ ngoan ngoãn đi làm thôi hai số khổ nha xe chạy tới một nơi có rất nhiều cây xanh cổng lớn hùng vĩ đồ sộ vừa mở ra đã có thể thấy khung cảnh vô cùng hoành tráng bên trong từng cụm cây xanh rộng lớn bao quanh đài phun nước trên đó có tượng một nữ thần sau khi xe đi qua đài phun nước thì tiến đến một đình viện con đường mòn phủ kín đá cuội trong đình viện cũng có rất nhiều cây xanh nơi này còn lớn hơn biệt thự ở tỉnh gờ nhiều kỷ lê nhìn mà ngây người xe chạy tới xung quanh có rất nhiều người hầu đang làm việc Biệt thự lớn như vậy, người hầu nhiều như vậy, ở nơi thủ đô tấc đất tắc vàng này mỗi ngày phải tiêu hết bao nhiêu tiền đây? Nghĩ đến chuyện Thẩm Thật Bạch vì cậu mà cứ ở tỉnh G, bỏ phí căn biệt thự này, tim Kỷ Lê liền dì máu. Căn biệt thự này bao nhiêu tiền vậy nha, mỗi lời nói của Kỷ Lê đều cảm giác như đau hết cả thịt. Mình rõ thật là một tên nhà quê, nhà đạp lên núi vàng lại có cảm giác như sắp ngất tới nơi. Anh cũng không rõ lắm, tổ truyền, Thẩm Thật Bạch đáp lời. Câu trả lời này khiến Kỳ Lê cảm thấy khá hơn chút, biệt thự lớn như vậy mà là tổ truyền thì chứng tỏ giàu có từ đời tổ tiên rồi chứ, nghĩ tới đây, Kỳ Lê lại bắt đầu cảm thấy mình không xứng ở bên thẩm thuật bạch rồi. Ê, Kỳ Lê cúi đầu khẽ thở dài, xem ra em phải chăm chỉ kiếm tiền thôi, tổ tiên đã không đấu lại rồi thì bản thân mình phải biết cố gắng chứ đúng không? Thẩm thuật bạch thấy Kỳ Lê như vậy liền biết ngay cậu đang nghĩ gì, anh vò vò tóc Kỳ Lê, nhóc ngốc, phải biết là giờ đã nghỉ hè rồi, tạ trần giã tính tính, chắc nghỉ hè này vương đại cầu sẽ nhàn rỗi hơn chút, vì dù sao kỷ lê nghỉ hè rồi thì thẩm thuật bạch cũng không phải tranh thủ làm việc khiến vương đại cầu bận tới mức không có cả thời gian rep tin nhắn của anh ta. Dù không loại trừ khả năng đối phương hoàn toàn không muốn rep anh ta, nhưng anh ta lập tức phủ nhận suy nghĩ này đáp máy bay đến tỉnh G chuẩn bị trêu chọc Vương Đại Cẩu, thế mà khi kéo vali tới nhà Vương Đại Cẩu rồi gõ cửa, thì người ra mở không phải Vương Đại Cẩu mà là một nữ sinh trẻ trung thanh thuần. Ngực tạ trần giã căng thẳng, nữ sinh nhìn diện mạo tuấn Mỹ của anh ta đến sáng mắt lên, xin hỏi anh có việc gì ạ? À? Giọng nói cũng rất ngọt ngào, nếu là trước kia, tạ trần giã nhất định sẽ theo đuổi cô gái này tới tay, nhưng giờ không hiểu sao anh ta lại rất ngứa mắt. Vương Đại Cầu đâu, anh ta cố ý nói cái tên này ra, cũng không biết đang mang tâm tư gì. Nữ sinh nghe vậy thì khựng lại, vương đại cầu, cô không hiểu. Phải, vương đại cầu đâu, giọng anh ta lớn hơn chút. À à, nữ sinh như nhớ tới chuyện gì, anh hỏi khách thuê nhà này trước đây hả, anh ấy trả phòng rồi, tôi đang dọn dẹp nhà cửa để khách tiếp theo vào ở. Nghe xong, tạ trần giã im lặng một lúc, một lúc lâu sau, anh ta kéo vali đi, đã quấy giày cô rồi. Nói xong thì lập tức rời đi, đưa boss lớn về nhà xong, vương đặc trợ bi đi bộ về hắn cũng có thể lấy tạm xe boss lớn đi cũng được nhưng mà thôi xe đắt thế chạy đến dưới lầu chung cư nhà hắn nhỡ hỏng hóc gì thì sao hơn nữa nếu mai phu nhân mà muốn đi xe này thì làm sao boss cho hắn mượn lái về được mai hắn xin nghỉ rồi đấy nhá hắn nghĩ rồi mai sẽ ngủ thẳng đến giữa trưa sau đó thì gọi cơm hộp ăn đến cả cơm hộp gọi món gì cũng nghĩ xong luôn rồi tôm hùm đất thịt luộc gà rán cứ gọi hết một loạt đi ăn không hết thì tối ăn tiếp tối vẫn không hết thì ăn khuya sau đó hắn sẽ vừa ăn vừa xem tivi ôi đời đẹp làm sao à đấy mà tiểu thuyết kia cũng phải đăng chương mới nữa chật biết thế chẳng viết còn hơn tất cả đều do mình bổ não quá nhiều mà nghĩ tới ngày mai tốt đẹp hắn đi đường cũng cảm giác như đang bay lên nhưng ngay thời điểm mấu chốt kiểu gì cũng có chuyện gì đó mất hứng xảy ra có tiếng chuông điện thoại vang lên vương đặc trợ lấy điện thoại ra nhìn chữ mẹ trên màn hình rối rắm vài giây liền bắt máy Vương Đại Cẩu, mai anh được nghỉ đúng không, giọng nói trong điện thoại khiến Vương Đặc Trợ mở to mắt chó, sao mẹ biết? Sao tôi lại không biết, anh chả đang lên vòng bạn bè đấy còn gì? Vương Đặc Trợ lập tức mở vòng bạn bè, nhìn danh sách người bị chặn địch, chặn nhầm rồi. Sợ sếp nhìn thấy, hắn lập tức xóa bài đăng, Vương Đại Cẩu, lần này anh đừng hòng lấy cớ bận công việc ra lừa tôi, tôi biết anh muốn nghỉ ngơi, giờ anh đang ở thủ đô đúng không, dì Lý có cô con gái còn độc thân đấy, mai anh đi gặp mặt cho tôi tôi nói cho anh biết con gái lý gia kia rất là xinh đẹp hơn nữa người ta còn là nhân viên công vụ công việc ổn định diện mạo cũng đẹp tính tình lại tốt con gái như vậy có mà tìm cả đời cũng không ra ngày mai anh nhất định phải đi gặp nó nghe chưa vương đặc trợ mai con không muốn ra ngoài đâu không muốn ra ngoài, anh không muốn ra mà được, à, chẳng lẽ anh lại ngồi nhà xem mấy cái tiểu thuyết lung tung kia, tôi chẳng biết cặp đôi trong tiểu thuyết kia có gì hay ho, ở dịt trong nhà thì có gì vui, nhưng tôi biết kết hôn sớm một chút còn tốt hơn cuộc sống độc thân bây giờ của anh rất nhiều. Vương đặc trợ, tiểu thuyết đó có phải tiểu thuyết lung tung đâu. Được rồi, tôi không muốn nghe mấy cái này nữa, nếu mai mà anh không đi gặp người ta thì nội trong năm nay anh phải dẫn đối tượng của anh về nhà, nam hay nữ gì tùy anh, tôi không cần biết, anh liệu mà làm mươi 96 yêu cầu này của mẹ, vương đặc trợ ho nhẹ, thôi được rồi, con sẽ liều chết dẫn về cho mẹ. Đừng có ba hoa, mai nhớ đi gặp con gái nhà người ta đấy. Ồ, ờ, vương đặc trợ bất đắc dĩ nhận lời, kỷ lê tới thủ đô, hôm đầu làm quen hoàn cảnh xung quanh với thẩm thuật bạch xong, hôm sau đã lại bận công việc của mình, dù sao thẩm thuật bạch về đây cũng vẫn rất bận, cậu không thể cứ ngồi chơi được sau khi dục thẩm thật bạch đi làm việc cậu liền vào nhà bếp sang bên đây cậu cũng muốn làm chút hoa quả xấy để bán cho khách hàng còn tính làm mấy món đồ ăn vặt mới nữa kỷ lê vẫn luôn rất nghiêm túc trong công việc nhưng đang làm thì có người cắt ngang bác trai tạ ra tiểu lê nghỉ hè có qua chỗ bác chơi không kỷ lê nghĩ nghĩ lê để con hỏi đại bạch đã nhé bác trai tạ ra ừ bác trai tạ ra mất mát chấm jpg một con mèo thu mình trong góc trên đầu còn có mấy thanh ngang Kỷ Lê không ngờ bác trai tạ ra nhiều tuổi vậy rồi mà vẫn dùng emo đáng yêu như vậy. Cậu không nhịn được cười, người bác này của cậu thực ra cũng rất đáng yêu đó chứ. Cậu thoát khỏi giao diện chat với bác trai tạ ra, mở giao diện chat với thẩm thuật bạch. Lê, Đại Bạch, mấy hôm nữa chúng ta tới thành phố đi. Thẩm thuật bạch nhất định lại đang lén trốn việc rồi, vì Kỷ Lê vừa nhắn tin anh đã rep ngay. Đại Bạch, đến tạ ra sao, Lê, em muốn tới gặp họ. Đại Bạch, được, anh nghe lời em, Lê, hôm nay Vương đặc trợ nghỉ sao? Đại Bạch, em quan tâm hắn, lại có mùi giấm rồi. Lê, em không quan tâm, chỉ đang tò mò sao anh lại nhàn rỗi vậy thôi. Lê, cười khóc, Đại Bạch, làm việc cũng phải nghỉ ngơi chút chứ. Lê, vậy anh nghỉ xong chưa, Đại Bạch, em. Lê, theo kịp thời đại ghê vậy, cái này anh cũng biết sao. Đại Bạch, anh cũng có già đâu, Lê, meo meo nghiêng đầu chấm jpg. Lê, Bạch của em, mau đi làm việc đi, Lê, em ở nhà chờ anh đi làm về nha. Đại Bạch, tuổi thân chấm JPG, Đại Bạch, ừ. Đại Bạch, mất mát xoay người rời đi chấm JPG. Lê, hôn gió chấm JPG, Đại Bạch, đã nhận chấm JPG. Kỷ Lê tiếp tục bận rộn trong bếp, gần đây có rất nhiều đơn hàng, nếu không phải có thẩm thuật Bạch hỗ trợ trả lời tin nhắn có khi mình cậu làm không xuể. Đang lúc bận rộn, tự dưng khu bình luận có rất nhiều đánh giá xấu. Trong lúc chờ lò nướng, Kỳ Lê cầm điện thoại lên xem mới biết, nhìn cả đống đánh giá xấu kia, Kỳ Lê biết ngay là có vấn đề. Cậu thử liên hệ với những người này nhưng chẳng gọi được số nào cả. Những người này đều nói trong quả sấy của cậu có sâu, lại còn bảo là quá hạn, sao có thể chính tay mình làm quá hạn hay không cậu biết mà. Tóm lại những kẻ này ở đâu ra chứ, Kỳ Lê thấy lượt đánh giá kém càng lúc càng tăng, chẳng còn cách nào, đành phải báo cáo. Cậu chụp màn hình gửi lại cho nhân viên chăm sóc khách hàng Đại Bạch siêu thích ăn, hình ảnh đại bạch siêu thích ăn tôi nghi ngờ mấy bình luận trên là do có người ác ý thuê thủy quân vì cùng một thời gian này tôi không gọi điện được mà nhắn tin cũng không ai rep nhân viên chăm sóc khách hàng chào bạn chúng tôi sẽ xác minh nếu thực sự có thủy quân chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý đại bạch siêu thích ăn vâng nhanh giúp tôi nha nhân viên chăm sóc khách hàng vâng chúng tôi đang gấp rút xử lý đại bạch siêu thích ăn cảm ơn nhân viên chăm sóc khách hàng không cần khách khí sau khi báo cáo có thủy quân trong shop mình, Kỷ Lê quay lại giao diện bình luận ở shop rồi trả lời một đánh giá kém trong đó. Đại Bạch siêu thích ăn đã báo cáo thủy quân, chờ admin xử lý sao mỉm cười sao? Người kia không trả lời, vẫn tiếp tục đánh giá kém. Có rất nhiều người tò mò vào hỏi thử, Kỷ Lê cũng đăng thông báo luôn. Đại Bạch siêu thích ăn, khu bình luận có thủy quân tràn vào đánh giá kém, tôi đã báo admin, chờ họ xử lý. Mà khi mở áp tiểu tranh cũng có rất nhiều thủy quân đang mắng chửi. Tài khoản này Kỳ Lê không để thẩm thuật bạch hỗ trợ, toàn bộ đều do cậu tự làm, chỉ dùng mắt thường cũng có thể thấy tài khoản đã tăng được không ít fan, đặc biệt là sau khi shop cậu kinh doanh tốt, không đến mấy triệu fan thì cũng phải đến mấy trăm nghìn, kiểu gì cũng có người chửi bới bị fan chửi lại. Cái thứ xoài xấy rác rưởi gì đây, không biết để từ bao giờ mà bốc mùi rồi, tôi ăn vào mà đau cả dạ dày. Lầu trên có giấy xét nghiệm của bệnh viện không? Tôi cũng là vì xem video mới mua, kết quả thì sao, mở ra đã thấy cả đống sâu, đây mà là xoài xấy á, không phải sâu xấy à. Một đống sâu, thế thì kiến nghị phải báo ngay với Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm. Tôi mua lưỡi vịt sốt của shop này, đúng là khó đỡ, đã đắt thì chớ lại còn chẳng ra sao, mà chủ yếu là lưỡi vịt không hề có tí thịt nào luôn, thế thì gặm cái gì, gặm xương à. Không đâu, thời buổi này mà vẫn có người nghĩ món lưỡi vịt của shop Đại Bạch đắt à, tôi thách cậu mua ở đâu ngon hơn được đấy, mà ăn lưỡi vịt không gặm xương còn đòi gặm thịt chắc. Đám bình luận này âm dương quái khí nhỉ, vốn tôi chỉ muốn xem video thôi, thế mà cả đám người ở đây liếm cái shop Đại Bạch này, ghê tầm muốn chết, xem ra đồ không ra sao thì fan cũng chỉ đến thế thôi. Nói thế không đúng rồi, nhìn lại khu bình luận đi, fan bọn tôi có nói gì không? Tình hình này đã tốt hơn trước nhiều rồi, tuy trước kia nhiều phen nhưng một khi có thủy quân bôi đen, phen chẳng có sức chống cự nào cả. Chuyện đó hoàn toàn là do bản thân cậu lúc ấy chẳng hề có chút cơ sở nào. Nhưng tài khoản hiện tại là do cậu từng chút từng chút xây dựng, đương nhiên fan cũng ổn hơn, chỉ cần vậy là ổn rồi, cần gì nhiều fan đâu. Kỳ Lê nhìn khu bình luận, fan của cậu hoàn toàn không nói thô tục chút nào, còn rất lịch sự luôn. Kỷ lê vừa lòng nhìn thoáng qua tiện thể đăng ảnh chụp màn hình cậu vừa chat với nhân viên chăm sóc khách hàng lên. Fan trong tiểu tranh vẫn đang cãi nhau với thủy quân, kỷ lê vừa đăng là họ đã thấy, có người bình luận còn cười to. Ha 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 cười chết tôi mất báo cáo luôn rồi này. Lớn vậy rồi, lần đầu tiên tôi thấy chủ shop đi báo admin để giải quyết đó sao cười khóc sao. Nhóm thủy quân mau tới xem, vị cô nương này đã báo cáo các người rồi. Mà nói mới nhớ, giờ chủ shop đều ghê gớm vậy sao, báo cáo luôn mới sợ chứ, sao cười khóc sao. Nhân viên chăm sóc khách hàng có thể giải quyết sao, hình như trước đây tôi chưa từng thấy, tất cả đều tự khiếu nại hay sao ấy, chắc đại bạch là shop thứ nhất liên hệ admin luôn phải không? Chương 97, người khác thì tôi không biết, nhưng đại bạch đúng là shop đầu tiên mà tôi thấy đó. Kỷ lê rời khỏi khu bình luận, lại bắt đầu làm hàng. Cậu không biết mình vừa ao thì lượt like của video cũng dần tăng lên tối hôm đó có kết quả, quả thực là có thủy quân cố ý đánh giá kém, tất cả những tài khoản đã bình luận kém đều đã bị truy ra, nhưng vì đối phương đã ký nhận rồi nên không yêu cầu hoàn tiền được, mấy tài khoản đánh giá kém cũng chỉ bị phạt một chút. Hiệu suất quả thực vô cùng nhanh, vương đặc trợ đang nghỉ phép đột nhiên bị gọi đi làm, hắn chua xót lau nước mắt, mình đúng là mệnh lao lực, hay, tạo nghiệt rồi. Tình gờ, trần ra, trần hàm nhìn đám thủy quân mình mua đều đã bị lật tẩy hết, lại nhìn shop kia khôi phục lại như cũ, cả người đều không ổn. Đỗ dịch ý tới Trần Gia chơi với cô ta thấy thế liền cau mày thở dài, hàm hàm, người này có hậu trường quá lớn, cậu xem đi, bình thường làm sao admin sẽ quan tâm đến shop nào có đánh giá kém chứ, hẳn là cậu ta tìm thẩm thuật bạch hỗ trợ rồi, nói không chừng còn đoán được là do cậu làm, đang ngồi cười vào mặt cậu đó. Câu này khiến Trần Hàm luôn sĩ diện rất khó chịu cậu ta có tư cách gì mà cười tôi nếu không phải ngày xưa tôi chuốc thuốc làm sao cậu ta được lợi như thế chứ lại còn mở shop online tôi nghĩ cậu ta chỉ sĩ diện mà mở thế thôi không phải cậu ta tự làm đâu chuyện này cũng có thể nhưng cậu ta có thẩm ra làm chỗ dựa dù thế nào thì chúng ta cũng không thể so được đỗ dịch ý khuyên nhủ trần hàm không vui sao lại không so được trần ra đâu có kém cậu không so được thì thôi làm gì phải kéo cả tôi vào tôi từ nhỏ đã được nuông chiều ăn sung mặc sướng sao có thể mạnh hơn một tên đàn ông như cậu ta được nếu không phải do có đêm kia tôi không tin thẩm thuật bạch sẽ chọn cậu ta mà không chọn tôi chuyện này đỗ dịch ý khó xử cậu nói cũng có lý nhưng chuyện đã xảy ra rồi làm gì có cách nào chứ hàm hàm tôi nghĩ chúng ta nên thôi đi đừng gây sự với cậu ta nữa Gây sự, Trần Hàm tuổi thân, tôi gây sự cái gì chứ, rõ ràng là chính cậu ta gây sự với tôi, cậu không thấy anh trai tôi vì cậu ta mà chẳng thèm để ý gì tới tôi nữa à, còn ba tôi nữa, ông ấy cũng mắng tôi, bọn họ là người nhà của tôi cơ mà, sao lại đối xử với tôi như vậy, nếu mẹ tôi vẫn còn sống thì tốt biết bao, như vậy thì sẽ có người thương tôi. Trần Hàm nói xong liền khóc, cô cảm thấy tuổi thân quá, từ nhỏ tới lớn, trong nhà ngoài cô ra cũng chỉ có người hầu, chưa ai chơi cùng cô, người hầu lại không dám chơi cùng, có chơi cũng phải vô cùng cẩn thận cô muốn ra ngoài kết bạn nhưng chẳng có mấy người bạn thực tình muốn anh trai cùng ba quan tâm nhưng họ chỉ biết đến công việc đâu biết cô muốn gì chỉ có đỗ dịch ý là thật lòng với cô còn luôn nói giúp cô nữa nghĩ vậy trần hàm đỏ hốc mắt nước mắt cũng rơi xuống người nhà chẳng ai quan tâm cô cũng muốn có bạn bè cũng muốn được anh trai và ba quan tâm nhưng họ đâu cần biết giờ lại còn hung dữ với cô nữa hàm hàm cậu không thể nói vậy được ba cậu và anh trai cậu đều bận công việc mà cậu phải biết tập đoàn thẩm thị nói chung người nhà cậu cũng chỉ bất đắc dĩ thôi đỗ dịch ý an ủi nghe câu này trần hàm khóc luôn đều tại cái tên kỷ lê kia nếu không phải do cậu ta thì sao ba và anh trai tôi có thể đối với tôi như vậy được nếu hôm đó không nhân lúc tôi uống sau sao cậu ta có thể thừa cơ trở thành thẩm phu nhân chứ tôi phải trở thành thẩm phu nhân như vậy thì ba và anh trai tôi mới quan tâm đến tôi được Nước mắt giàn rụa chảy, hàm hàm, cậu đừng khóc, cậu phải biết bản thân mình rất tốt chứ. Chiếc Mercedes-Benz màu đen điềm tĩnh lái vào tầng hầm trần ra. Cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài bước xuống khỏi ghế lái, khuỷu tay anh ta vắt một chiếc áo khoác tây trang, sơ mi trắng cùng áo vest càng khiến anh ta đẹp trai hơn. Anh ta lên lầu, thấy người hầu đang thu dọn từng túi đồ, nhớ tới thông tin chi tiêu hiển thị trên điện thoại, anh ta nhíu nhíu mày, tiểu thư đâu? Anh ta hỏi, đang trên lầu ạ, à, người hầu trả lời ừm anh ta gật gật đầu xoay người bước lên bước tới cửa phòng trần hàm anh ta đang chuẩn bị gõ cửa lại nghe thấy trong phòng trần hàm còn có một giọng nói khác anh ta cau mày cực kỳ không vui lại đi xuống anh ta nhìn người hầu vẫn đang thu dọn đồ mấy thứ này đều là trần hàm mua hầu hết là của bạn của tiểu thư chúng tôi đã dọn hết đồ của bạn cô ấy rồi còn lại mới là của tiểu thư người hầu thành thật đáp lời nhìn đồ để riêng ra chỉ có ba bốn túi trần thiếu mím môi cực kỳ không vui tôi ra ngoài hôm nay sẽ không về ăn cơm nhớ dặn tiểu thư không được tùy tiện dẫn người ngoài về nhà nói xong liền đi luôn thẩm thuật bạch cảm thấy lê của anh đã không cần anh nữa rồi vì hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như thế mà cũng không nói gì với anh hơn nữa lúc anh về cũng chỉ vội vàng nấu cơm cho anh ăn sau đó lại vào bếp làm việc anh muốn đi qua mà kỷ lê lại bảo anh cứ đi làm việc đi xác định rồi anh chính là kẻ bị vứt bỏ lòng thẩm thuật bạch tủi thân lắm anh ngồi làm việc ở phòng khách ánh mắt u oán nhìn phòng bếp mà người trong bếp chẳng hề biết còn không thèm bước ra nhìn anh vương đặc trợ đã giải quyết hết mấy người đánh giá kém rồi giờ có cần tiện thể giúp phu nhân phát triển shop không ạ à? thẩm thuật bạch tôi nào có tư cách quyết định chuyện này chứ vương đặc trợ nhìn những lời lạnh băng này mà thở phào lại có hơi không thể tin nổi boss lớn mà cũng nói câu không có tư cách quyết định á xem ra cái nhà này không phải do boss lớn làm chủ mà là phu nhân rồi xem ra lại là một đề tài thú vị đây hắn nghĩ nghĩ rồi nhắn lại cho thẩm thuật bạch vương đặc trợ vâng thế để tôi hỏi phu nhân nhắn xong hắn liền tìm wechat của kỷ lê kết bạn lâu vậy rồi mà hắn cũng chưa nói chuyện với đối phương xem ra sau này phải báo cáo với phu nhân mới được boss lớn có quyết định được đâu đang khi hắn chuẩn bị nhắn tin liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Vẻ mặt lạnh lùng của vương đặc trợ tràn đầy không kiên nhẫn, tối mịt rồi còn có việc gì thế hả? Hắn đứng dậy, cả người tràn đầy mất hứng, mở cửa xong lại càng không vui tận. Anh tới đây làm gì, hắn bực dọc nhìn gã đàn ông đang kéo vali đứng trước cửa nhà mình. Không phải vì anh nhớ em sao, tạ trần giã nhẹ nhàng nhớn mày. Vương đặc trợ, nhớ mẹ anh, bệnh thì uống thuốc vào đi, đừng có chạy lung tung, vương đặc trợ nói xong toan đóng cửa. Tạ Trần Giá ngăn lại, em yêu, anh ta có hơi tuổi thân, anh chạy suốt đêm đến tỉnh G tìm em mới phát hiện em không ở đó nữa, sau đó anh lại chạy tới thủ đô tìm em, giờ anh mệt quá, em nói anh có bệnh nên chạy lung tung, nhưng anh chỉ muốn gặp em mà thôi, như vậy cũng không được sao. Chương 98 Cầm miệng, Vương Đặc Trợ hận không thể lấp kín cái miệng ba hoa này lại, cả ngày chỉ bô bô những thứ không đứng đắn. Tạ Trần Giá mất mát cúi đầu như thể vô cùng thương tâm, nếu không phải anh ta cứ thế kéo vali vào thì có khi vương đặc trợ cũng tin sái cổ rồi. Thôi bỏ đi, em yêu, anh đói quá, giờ có gì ăn không, tạ trần giã ôm bụng. Tôi cho anh ăn cái thân dưới đây này, vương đặc trợ đáp. Mắt tạ trần giã sáng lên, thân dưới, được nha, anh ta cười cong mắt, ánh mắt sáng lòe lòe. Vương đặc trợ khựng lại, sau đó tiện tay cầm chiếc khăn ném lên mặt anh ta, lãnh khốc nói, cầm miệng, đừng có nói liên hồi nữa, bằng không tôi sẽ cảm thấy miệng anh toàn mấy thứ phế liệu. Tạ Trần giã tuổi thân nhặt khăn xuống, nhưng anh nào đã nói gì đâu. Vương Đặc Trợ không để ý đến anh ta nữa, xoay người vào bếp. Sau sự cố thủy quân kia, Kỳ Lê cũng không thấy có thêm đợt thủy quân nào nữa, shop của cậu cũng dần phát triển lên, vì có phản hồi tốt nên tỷ lệ khách đã từng mua quay lại mua tiếp cũng khá cao. Một tuần đã trôi qua, nhân viên xin nghỉ phép của cậu cũng đã quay lại. Lôi, ông chủ, hôm nay tôi về đi làm rồi đây, Kỳ Lê thấy anh ta nhắn tin vậy cũng an tâm. Trước đó Kỳ Lê còn đang bận dọn dẹp nên không để ý tin nhắn của anh ta, thực ra sau khi anh ta xin nghỉ phép, Kỳ Lê cũng từng nghĩ không biết liệu anh ta có quay lại nữa không, nếu không tới nữa thì cậu mất tiền thật rồi. Cơ mà cũng may, đối phương quay lại rồi, chỉ có điều. Lôi, ngại quá, ông chủ, cậu có thể cho tôi ứng trước 1.000 đồng tiền lương không, tiền của tôi đã mua hết thuốc cho mẹ tôi rồi, mà vẫn còn không đủ. Lê, tôi không thể ứng trước tiền cho anh nữa, anh đã như vậy rất nhiều lần rồi. Lần này Kỳ Lê thực sự rất không vui, lôi tôi cũng biết mình đã làm phiền cậu quá, nhưng lần này thực sự là lần cuối cùng. Lê anh phải biết công ty nào cũng có quy định mỗi tháng phát lương một lần, anh mới đi làm có mấy ngày đã đòi lương tôi cũng đã chi rồi, anh nói muốn vay tiền tôi cũng đã cho anh vay, lần trước anh cũng đã nói đó là lần cuối cùng lôi nhưng tôi thực sự không còn cách nào tôi cảm giác tôi làm người thất bại quá vợ tôi đã ly hôn với tôi con tôi còn phải đi học mỗi năm phải mất đến mấy chục ngàn tiền học giờ mẹ già lại ốm tôi thực sự không biết phải làm sao vừa thấy những thứ này kỷ lê lại thấy hơi thương cảm cậu thậm chí còn nghĩ xem nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó nếu như cậu cũng có nhiều việc phải chi tiền đến vậy có khi cậu cũng rất khó khăn lê tuyệt đối không được có lần sau đấy nói xong kỷ lê liền truyền tiền cho anh ta Chật, mình cũng thánh mẫu quá rồi lôi Vâng cảm ơn ông chủ đối phương nhận tiền rồi Kỷ Lê không trả lời nữa tiếp tục làm việc lại qua mấy ngày nữa mấy nay công việc càng lúc càng bận cũng may người bên phía thẩm thuật bạch cũng đã tới rất nhanh chẳng mấy khi kỳ Lê được rảnh rỗi ban ngày cậu nhìn màn hình đột nhiên phát hiện ra nhân viên kia của mình không có mặt hơi nhíu mày vừa định hỏi thì đối phương đã nhắn tin đến trước lôi xin lỗi ông chủ tôi đang trên tàu cao tốc về quê mang thuốc cho mẹ tôi Lê, giờ anh đã đi rồi. Lôi, đúng vậy, tôi đang trên tàu cao tốc rồi. Lê, lần sau anh phải nói trước với tôi một tiếng, không được đi rồi mới nói như vậy. Lôi, vâng, vì lần này vội quá nên tôi quên, sẽ không có lần sau đâu. Lôi, hôm nay tôi xin nghỉ phép một ngày được không? Kỷ Lê chán chẳng muốn trả lời nữa. Tối đó, Kỷ Lê đang ngồi ăn cơm cùng Thẩm Thật Bạch cái vị nhân viên kia lại nhắn tin đến lôi ông chủ lần này tôi cầu xin cậu cho tôi mượn ít tiền nói thật với cậu giờ tôi phải gom hết dũng khí mới dám mở miệng nói với cậu nhưng nếu không cầu xin cậu giúp tôi ăn cơm cũng không có tiền vốn định hôm nay mua ít quần áo mùa hè cùng chăn nhưng hôm nay tôi đã mua thuốc cho mẹ tôi hết giờ cả gia sản của tôi chỉ còn có ba đồng đây là lần cuối cùng tôi cầu xin cậu giúp sau này tôi chắc chắn sẽ không như vậy nữa không hiểu vì sao cuộc sống của tôi bây giờ lại khốn khó như vậy tôi không thể thở nổi nữa nhìn một đoạn dài thế này kỷ lê thực sự cạn lời rồi lần nào cũng kêu là lần cuối lê những chuyện này thì anh đừng tìm tôi tôi thuê người làm chứ đâu muốn tìm phiền toái lôi xin lỗi tôi cũng không muốn vậy nhưng thực sự không còn cách nào kỷ lê nhìn tin nhắn mà đau cả đầu lôi nếu không thì thôi đành để con tôi nghỉ học mẹ tôi không uống thuốc nữa thế là cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn rồi Lê mỉm cười, Kỳ Lê không hiểu anh ta nghĩ gì trong đầu mà lại nói như vậy, chỉ cảm thấy anh ta như đang trách mình. Những chuyện đó thì liên quan gì đến mình chứ? Chẳng lẽ thực sự nghĩ mình là thánh mẫu sao? Hay mình là cha là mẹ gì của Lôi Kiều Vân này? Kỳ Lê giận tới mức ăn cũng không ngon. Thẩm Thật Bạch ngồi bên thấy Kỳ Lê giận như vậy cũng không dám lên tiếng. Kỳ Lê đặt điện thoại sang một bên, nhưng điện thoại vẫn rung không ngừng. Chờ ăn cơm xong, cậu cầm điện thoại lên xem. Lần này quả thực giận muốn bùng nổ rồi. Lôi, năm nay con tôi học lớp 10, sắp tới sẽ tham gia kỳ thi do Thanh Hoa Bắc đại tổ chức, tiền đồ của nó đang tốt như vậy lại bị tôi phá hỏng, vốn mấy ngày nay tôi còn muốn đưa nó đi thi, nhưng giờ đến tiền đi tàu cao tốc tôi còn chẳng có thì làm sao đưa nó đi được, tôi biết làm sao bây giờ, chỉ tại tôi vô dụng, không có tiền lo tương lai cho nó lôi còn mẹ tôi nữa vốn bà rất khỏe mạnh nhưng giờ có tuổi rồi vẫn phải làm việc mà tôi lại bận rộn chẳng thể về chăm sóc bà cũng vì tôi không có tiền nên mẹ tôi mới phải làm việc đến mức sinh bệnh giờ không có tiền mua thuốc cũng chỉ đành ngồi chờ chết lê đừng nói những chuyện này với tôi lê những việc này không liên quan gì đến tôi hết đầu tiên anh bận công việc không thể về chăm sóc bà đấy cũng là do chính anh lựa chọn tôi đã nói công việc này của tôi có thể làm ở nhà nhưng anh cứ nằng nặc đòi tôi phải bao ở muốn đến chỗ tôi làm việc lê còn con trai anh nữa lớp 10 rồi mà vẫn như đứa bé to xác vậy sao? Anh không đưa đi thì nó không đi được à? Anh là nhân viên chứ không phải là tổ tông của tôi. Thật lâu sau đối phương mới nhắn lại, lôi, tôi biết đều là lỗi do tôi, tôi không có ý trách cứ gì cậu, tôi đã làm phiền cậu rất nhiều, nhưng thực bất đắc dĩ, tôi thực sự không có tiền, chỉ có thể tìm cậu vay thôi. Lê, anh tìm tôi thì có tiền à, sao mỉm cười sao, lôi, không phải shop cậu buôn bán rất tốt sao. Nhìn câu này, kỳ lê giận đến bật cười. Lê, shop online là như thế nào chẳng lẽ anh không biết sao? Đơn phát thành công sau 7 ngày mới xác nhận là đã giao, có mấy ai tự xác nhận là đã nhận hàng không? Hơn nữa tôi không cần tiền mua nguyên liệu sao? Lê, mà dù tôi có tiền thì đó cũng không phải lý do cứ động tí là anh lại tìm tôi vay, vẫn câu nói kia, tôi thuê nhân viên chứ không mời tổ tông về cung phụng. Chương 99 lôi, tôi không có ý đó, lôi, còn nữa, cậu không giúp thì thôi, đừng có nói chuyện khó nghe như vậy. Kỷ Lê hoàn toàn không muốn nói gì nữa, dứt khoát đặt điện thoại sang một bên. Ngày hôm sau Kỷ Lê kiểm tra, đối phương vẫn chưa đi làm, mãi đến tận trưa mới thấy tới. Giờ thì Kỷ Lê không nhịn nổi nữa rồi, cậu mở giao diện chat với An Tiên, gửi toàn bộ lịch sử chat cùng lịch sử kiểm tra văn phòng cho bạn mình. Lịch sử kiểm tra này là vì trong văn phòng có lắp camera, nhưng thường thì Kỷ Lê không hay tới văn phòng, cũng không nói gì nên đối phương vẫn tưởng đó chỉ là vật trang trí. Cậu vốn không muốn nói những chuyện này với An Tuyên, nhưng giờ thực sự không nhịn nổi nữa. Lê, người này rất không ổn, có khả năng tôi sẽ cho anh ta nghỉ việc. Vì là người do An Tuyên giới thiệu nên Kỳ Lê cũng muốn nói với cậu ta một tiếng. Xem xong mấy thứ Kỳ Lê gửi, An Tuyên cũng không ngờ người kia lại như vậy. An Tuyên, ngại quá, tôi thật không ngờ anh ta lại như thế, trước kia tôi đi làm thêm ở công ty anh ta, ông chủ ở đó rất hung dữ nên có thể anh ta không dám làm vậy. An Tiên, chờ khi nào anh ta nghỉ việc, tôi nhất định phải nói anh ta chút, anh ta khiến tôi mất mặt quá. Kỳ Lê nhìn câu này, lại nghĩ đến nhân viên kia, trong lòng vô cùng hụt hẫng, chẳng nhẽ người tốt tính, không hung dữ thì đáng bị vậy sao? Lê, ừm, trả lời xong, Kỳ Lê vào khung chat với lôi Kiều Vân rồi gửi giám sát sang cho anh ta. Lê, anh thu dọn đồ đạc rồi đi đi, gửi xong, Kỳ Lê cũng không chờ anh ta trả lời, chỉ nhìn anh ta đang kinh ngạc mở to mắt nhìn camera giám sát. Có lẽ chính anh ta cũng không ngờ thực sự có camera. Sau đó Kỳ Lê thấy anh ta gõ chữ, xóa xóa gõ gõ một hồi lâu rồi mới gửi lại tin nhắn. Lôi cậu có ý gì? Lê ý trên mặt chữ, anh bị đuổi việc. Lôi, chỉ vì hôm nay tôi đến muộn ư? Ừ, lôi tôi làm việc cẩn thận, suy nghĩ cho ông chủ, cống hiến hết mình vì công ty, tôi không hề đi muộn về sớm một ngày, thậm chí còn tình nguyện tăng ca, tôi không hiểu vì sao mình bị sa thải. Lê anh làm việc thế nào chính anh không biết sao? Lôi, nhà tôi xảy ra nhiều chuyện, nhưng việc đó đâu có nghĩa là tôi không làm việc được. Lôi, nếu là vì tôi vay tiền cậu thì sau này tôi không vay nữa, thế được chưa? Kỷ Lê nhíu mày nhìn hai tin nhắn này, Lê, lời nói với anh, mau dọn đồ đi, tôi còn trả nhà. Nói xong cũng không thèm nhìn tin nhắn nữa, nhắn luôn sang cho An Tuyên. Lê, cho cậu một cơ hội lập công chuộc tội này, qua phòng làm việc dọn dùm tôi rồi mang máy tính về hộ tôi nhé. An tuyên, ok nha, cuối cùng cũng đuổi việc được ông nhân viên kia rồi, kỷ lê thở phào nhẹ nhõm, nhân viên này thực sự khiến cậu mệt mỏi quá. Cậu còn sửa lại pass đăng nhập của shop, nhân viên cũ nghỉ rồi, không đổi pass không được, tiện tay còn hủy luôn tài khoản phụ của lôi kiều vân. Xong xuôi, cậu mở giao diện chat với thẩm thuật bạch ra cầu an ủi. Lê, đại bạch, em cho nhân viên chăm sóc khách hàng kia nghỉ rồi. Đại bạch, ừ, đại bạch, lẽ ra phải cho nghỉ lâu rồi. Lê, khổ sở tới khóc thút thít chấm JPG, đại bạch, chúng ta chẳng hiếm lạ gì một nhân viên chăm sóc khách hàng, cho anh ta nghỉ việc còn tiết kiệm tiền hơn. Lê, lau nước mắt cố gắng kiên cường chấm JPG, đại bạch, ôm ôm chấm JPG. Lê, anh đừng lén trốn việc nữa, mau đi làm đi, đại bạch, thương tâm chấm JPG. Lê, đi rồi, Di Trần ra, ba của Trần Hàm đã biết chuyện, ông giận tới mức muốn đánh con gái mình một trận. Học ở đâu mà dám mua thủy quân, ba Trần tức đến run người. Bộ dáng hung ác của ba Trần khiến Trần Hàm sợ tới phát khóc. Khóc mày vẫn còn mặt mũi mà khóc à, tao sắp tức chết vì mày rồi." Ba Trần nghĩ tới hành vi ngu xuẩn của con gái mình mà tức gần chết. "Ba giận cái gì chứ, con có làm sai gì đâu?" Trần Hàm khóc lóc. Thấy con gái mình không hề biết bản thân đã làm sai chuyện gì, ba Trần tức điên, "Nếu mày vẫn không biết bản thân đã làm sai chuyện gì thì đừng về nữa, tao sẽ đóng băng hết thẻ của mày lại, chờ mày biết sai mới được về." đứa con gái này của ông từ nhỏ đã được chiều chuộng quá mức nên mới không có đầu óc đến mức độ này nó không hề hiểu nỗi khó khăn của người khác trần hàm uất nghẹn khóa thì khóa con cần gì khóa thẻ thì sao cô còn có dịch ý cô có thể tìm dịch ý vay tiền cũng có thể tới đó ở nhờ ba trần thấy vậy tức đến không thèm để ý đến cô nữa ông bước thẳng ra cửa gọi người hầu thu dọn hành lý cho tiểu thư trần hàm nghe ba mình nói nước mắt rơi không ngừng ba mình lại đối xử với mình như vậy coi như mình không có ba đi Cô tức đến thở phì phì, vừa lau nước mắt vừa dọn đồ. Người hầu tiến vào cũng giúp cô dọn, Trần Hàm càng tủi thân, những người hầu này chỉ biết nghe lời ba, cũng không biết ngăn cản chút. Cô ta khóc nước nở, tiếp tục dọn đồ, kéo hành lý ra khỏi nhà, cô gọi điện cho đỗ dịch ý. Alo, dịch ý, tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi, tôi tới nhà cậu ở nhờ một thời gian được không? hàm hàm sao cậu lại cãi nhau với người nhà rồi đỗ dịch ý vô cùng quan tâm cậu như vậy là không được đâu phải vui vẻ ở cùng người nhà mới tốt chứ nhưng nếu cậu giận họ thì tới nhà tôi ở mấy hôm cũng được tôi luôn hoan nghênh cậu trần hàm cảm động muốn chết thật sự là rất may mắn mới có một người bạn tốt như vậy đỗ dịch ý thực sự rất tốt lại còn quan tâm đến cô hơn cả ba và anh trai cô dịch ý cậu thật tốt trần hàm cảm động nói chuyện này có gì đâu đỗ dịch ý cười cười đúng rồi hàm hàm này cậu đang ở đâu có cần tôi tới đón không lần trước tôi thấy một chiếc túi sách đẹp lắm chúng ta cùng đi xem nhé nhắc tới đây trần hàm hơi khó xử dịch ý ba tôi đóng băng hết thẻ của tôi rồi đầu kia ngừng một lát rồi mới nói ôi chao đóng băng thì thôi vậy chắc cậu vẫn còn tiền mặt chứ không còn nói tới đây trần hàm lại muốn khóc không hiểu sao tiền tiêu vặt tháng nào cũng hết sạch còn bị âm nữa giờ trên người cũng chỉ còn có mấy trăm đồng vậy à giọng nói đầu kia có hơi mất mát nhưng một lát sau lại nói không sao hàm hàm cậu cứ qua nhà tôi trước chờ ba cậu hết giận thì cậu lại về đương nhiên cậu muốn ở cả đời cũng được nhưng tiền đề là cậu phải hòa thuận với người nhà mình nhé họ mới là những người tốt nhất với cậu trần hàm nghe đỗ dịch ý nói có thể ở cả đời cũng được liền cảm động rơi nước mắt dịch ý cậu thật tốt Gió, tuy tôi thích đọc tin phích mất não, nhưng tôi cực ghét những nhân vật mất não kiểu này, ghét tới mức tai chương này tôi phải ngừng gần một tiếng cho đỡ bực, nhân vật có thể ngạo kiểu, biệt nữ, bía y thái, độc ác nhưng tuyệt đối không được ngu, ok. Chương 100 tốt với cậu là chuyện đương nhiên rồi, đỗ dịch ý dịu dàng nói, giờ cậu đang ở đâu, tôi qua đón cậu nhé. Trần Hàm cảm động báo địa chỉ, rất nhanh, đỗ dịch ý đã tới đón cô, còn khuyên cô đừng buồn trần hàm ngồi lên xe mà vô cùng cảm động từ khi lôi kiều vân bị sa thải công việc cũng ngày càng hanh thông còn chuyện người nhà lôi kiều vân có thực sự bị bệnh không thì an tiên cũng đã hỏi thăm khắp nơi thậm chí còn hỏi xem đối phương có phải thực sự là người cùng thôn với mình không nhưng quả thật anh ta đúng là ở cùng thôn nhưng mẹ anh ta rất khỏe con trai thì học hành chẳng ra sao còn bản thân anh ta thì chỉ thích uống rượu bù khú với bạn bè nghe nói sau khi ly hôn còn có một người bạn gái người kia vô cùng biết tiêu tiền An tuyên ái náy vô cùng, nếu không phải do cậu ta không chịu hỏi thăm kỹ thì làm gì có những chuyện rắc rối kia. Kỷ lê cũng không trách cậu ta, dù sao lúc cậu không tiền được người, an tuyên cũng chỉ muốn hỗ trợ, sao lại trách cứ ý tốt của người ta được. An Tuyên còn đi đòi số tiền lôi Kiều Vân đã mượn giúp Kỳ Lê, đối phương nói không có tiền trả, nhưng An Tuyên dọa sẽ về thôn kể hết với mọi người chuyện anh ta thường xuyên khoác lác lại vay tiền bên ngoài. Anh ta không có tiền trả cho Kỳ Lê, chỉ đành rút thẻ tín dụng và hoa bái, nhưng thẻ tín dụng với hoa bái cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, lại phải đăng ký vay tiền trên các app khác mới đủ để trả lại cho Kỳ Lê. An Tuyên không ngờ một tên đàn ông mỗi tháng luôn lĩnh lương đúng hạn lại có thể sống bê tha như vậy. Sau khi lấy công chuộc tội xong, An Tuyên không muốn qua lại gì với Lôi Kiều Vân nữa. Nhiệm vụ hoàn thành xong, cậu ta xóa liên lạc của Lôi Kiều Vân kia luôn vì shop online làm ăn càng lúc càng tốt nên cả kỳ lê lẫn mấy đầu bếp trong biệt thự đều bị quá tải vì thế kỳ lê liền tìm chỗ mở nhà máy sau đó thuê đầu bếp về làm nhưng cậu không định thuê ở tỉnh g vì thẩm thuật bạch ở thành phố b mà nếu thuê ở tỉnh g thì sau khi tốt nghiệp cậu vẫn phải ở đây nhưng thẩm thuật bạch đã chấp nhận tạm thời ở tỉnh g này vì cậu rồi thì sao cậu có thể ích kỷ như vậy được kỳ lê định tốt nghiệp xong sẽ tới thủ đô ở cùng thẩm thuật bạch cho nên cậu sẽ thuê nhà máy ở đó nghĩ sao làm vậy luôn. mấy ngày nay vẫn nhiều đơn như vậy nên kỷ lê rất tự tin. sáng hôm đó cậu ra ngoài cùng thẩm thuật bạch. sau khi xuống xe ở gần công ty anh liền đi tìm nơi mở nhà máy. nơi dùng làm nhà máy để chế biến đồ ăn thì nhất định phải sạch sẽ. ngăn nắp kỷ lê tới thật nhiều nơi rồi nhưng vẫn chưa vừa lòng nơi nào. cứ chạy quanh giữa trời nắng to kỷ lê mệt đến cả người toàn mồ hôi. Này nhóc, ta thấy cậu cứ chạy khắp nơi, muốn tìm nhà ở hay xưởng sản xuất gì hả?" Một ông lão cầm quạt tay bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. "Vâng, ông ơi, ông có biết chỗ nào cho thuê không? Sạch sẽ một chút, cháu thuê để làm hàng thủ công ấy, Kỳ Lê lòng vòng ở đây mấy lần rồi, có hơi ngượng ngùng." "Nhà xưởng sạch sẽ ấy hả?" Ông lão vui vẻ, "Thế thì vừa lúc ta có một gian nhà xưởng muốn cho thuê, nhưng hơi xa, không biết cậu có hứng thú không?" "Không ngờ thực sự tìm được," mắt Kỳ Lê sáng lên, "Có có ông dẫn cháu đi xem chút được không?" được ông lão cười tủm tỉm ông lão đóng cửa hàng rồi dẫn kỷ lê đi xem vị trí quả thực hơi xa ở tận dưới chân núi phía sau trụ sở tập đoàn thẩm thị chủ yếu là xung quanh không có nhà xưởng gì toàn là núi nên có cảm giác xa xôi cũng may nơi đây rất sạch sẽ gọn gàng hay từ chỗ ta đến đây phải đi đường vòng vì phải vòng qua trụ sở thẩm thị nên hơi xa rất nhiều người không muốn đi trước đó cũng có người ưng rồi nhưng mà đi tới đi lui phiền toái quá nên lại không thuê nữa Nghe vậy, Kỳ Lê liền muốn thuê luôn, vị trí này rất tốt nha, cách công ty thẩm thuật bạch gật như vậy, lại sạch sẽ rộng rãi, cậu rất hài lòng. Sau khi thảo luận giá cả xong, cuối cùng cậu cũng đã thuê được địa điểm. Hoàn thành xong xuôi, Kỳ Lê liền chạy đi tìm thẩm thuật bạch. Lễ tân nơi này không biết Kỳ Lê, lúc cậu tiến vào còn rất chuyên nghiệp ngăn cản lại một chút, cũng may là gặp Vương đặc trợ vừa lúc xuống lầu ăn cơm trưa thân là một đặc trợ cao lãnh, lúc nào hắn cũng tây trang dày ra mắt cao hơn đầu, hết thảy mọi thứ xung quanh chỉ là hư vô, nhưng hôm nay thì không giống, phu nhân tới rồi. Cửa thang máy vừa mở, vương đặc trợ đã trông thấy phu nhân bị lễ tân ngăn lại, hắn lập tức liên tưởng đến các tình tiết trong tiểu thuyết. Tiểu kiều thê lòng đầy vui mừng tới đưa cơm cho bá tổng thì bị lễ tân ngăn lại, còn bị lạnh giọng châm chọc cuối cùng bá tổng đi xuống và mặt lễ tân, cũng đuổi việc lễ tân luôn vương đặc trợ đồng tình nhìn lễ tân thật đáng thương boss mà xuống thì kiểu gì cô cũng bị đuổi việc Ê, hy vọng sự xuất hiện của mình sẽ giúp được cô ta không bị sa thải vương đặc trợ bước lên lễ tân cũng đã thấy hắn kỷ lê đang định gọi điện cho thẩm thật bạch thì thấy hắn cậu cười cười treo điện thoại vương đặc trợ trùng hợp ghê vương đặc trợ chào hỏi kỷ lê xong mới nhìn sang lễ tân lãnh khốc nói đây chính là phu nhân chủ tịch về sau thấy cậu ấy thì phải cho vào luôn không cần hỏi tuy không biết lễ tân này sau này có còn làm ở đây không lễ tân nhìn kỷ lê ánh mắt kinh hỉ cái người nhìn sạch sẽ xinh đẹp như vậy lại chính là phu nhân sao vừa rồi vì trách nhiệm công việc nên lễ tân không để kỷ lê vào ngay nhưng kỷ lê cũng không hề tranh chấp vớ vẩn với lễ tân như trong tiểu thuyết ngược lại còn đứng hàn huyên một lúc lễ tân có ấn tượng rất tốt với kỷ lê vâng tôi biết rồi cô cười trả lời vương đặc trợ vương đặc trợ nhìn nhìn lễ tân có khả năng sẽ thất nghiệp định nói mấy lời thấm thía nhưng lại thôi chỉ quay sang nói với kỷ lê tôi dẫn cậu lên phòng chủ tịch hắn chính là một đặc trợ cực kỳ xứng chức được kỷ lê đáp vương đặc trợ dẫn kỷ lê lên xong rồi lại xuống lầu tìm chỗ ăn cơm thân là một đặc trợ cuộc sống hàng ngày của hắn chỉ xoay quanh công việc vì cuộc sống ân ái của boss lớn và phu nhân mà đã rất lâu hắn không được xuống dưới ăn trưa rồi hắn còn phải xử lý công việc do boss lười biếng để lại cũng may mấy hôm nay boss bắt đầu quyết tâm chăm lo cho sự nghiệp rồi cuối cùng hắn cũng có thể xuống lầu ăn chưa nhưng ông trời chẳng hề yêu ái vương đặc trợ tí nào khi hắn đang định tìm một nhà hàng ổn ổn lại an tĩnh để hưởng thụ bữa trưa thì một chiếc xe thể thao màu đỏ cực thiếu đứng đắn dừng trước mặt hắn cửa sổ xe chậm rãi mở ra một gương mặt tuấn mỹ quen thuộc xuất hiện em yêu, đi ăn chưa à? mình đi cùng đi. thanh âm cũng quen thuộc tới mức khiến vương đặc trợ muốn đánh người. xin lỗi, tôi thích ăn một mình. vương đặc trợ lãnh khốc đầy đầy mắt kính, vô cùng kháng cự người đang muốn ăn cùng mình này. ăn một mình thì còn gì thú vị chứ? chúng ta ăn cùng nhau cho có bạn. tạ trần giã cười nói. hết chương lai like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn. cảm ơn bạn đã lắng nghe.